lúc mà chưa kịp sắp cố, chưa kịp ăn là chị đói quá, chị đã phải đi lên không? Đùa chứ chị tìm được. Em buồn thì chị mất. Nice.
mạnh mẽ thì sọ của em chó lắm. Trong đây là bổ làm đôi. Các bạn thấy chưa? Mỗi khi mà có tổ chạm mắt là đông vui hẳn cả đông con. Thế nên hãy khuyến khích là mỗi nhà hãy nhảy 5 con nha. Hãy nhảy 5 con, ít nhất là 5 con. Giới thiệu với các bạn, đây là cháu gái tôi. Đứa cháu xấu nhất họ. Đấy các bạn thấy xấu nhất họ mà lại xinh như thế này thì khỏi cái đứa đó mà. Xinh hơn nó sẽ như thế nào? Bây giờ cậu cũng ăn cố xấu nhất họ mà lại xinh như thế này. À vâng, các bạn, nếu mà nhắc đến chó thì không thể thiếu món dồi chó. Đang đếm. À, công thức của món dồi chó này như thế nào, bà nữ trưởng bếp ơi? Ông tặng công kiên. Cái này là dồi chó. Cái này là một thằng cu cháu Huân này. Thiệt thòi quá là không ở nhà này, để phần cu cháu Huân này. Còn đứa nào không ở nhà cho đi. Rồi chốc tôi gửi cho chúng nó ăn qua. Khai qua đi. Vâng, và giới thiệu đây là đây là đội quân rửa bát đĩa. Đi ăn dỗ sợ nhất là rửa bát đĩa, nhưng mà yên tâm là đang có nguyên một đội quân sắm mà, nên là tôi không lo. Bóng
để quảng cáo gì nữa. Chị ơi, chốc em sẽ để số điện thoại của chị ở lại. Thế nên nếu mà chị có bán rau thì ôi dồi ôi, cho anh người ta đến người ta mua nó hàng. Đây là một nữ đại gia chân đất. Hiện tại là chị đang trồng hai mẫu hành cộng ớt, hành tươi cộng ớt. Tết này bạn anh chị em nào có nhu cầu mua hành tươi với lại ớt thì có thể liên hệ với chị theo số điện thoại tôi comment ở dưới nha. Chị tên là Huế nhỉ, ở làng Xu Hào đó. Chú quay lại nhỉ?